Đây, A Di Đà Phật. Chị nay là ngày 14 tháng 9 năm 2021. Chị Trúc ơi, em về tại tỉnh xá trung tâm của Sư Hà đó, là của chùa của Má Tư á, là ủng hộ cho sư ở đây là một mớ rau củ quả. Cũng cảm tạ công đức A Thành nha, ủng hộ Trinh lần nào cũng chiến cuối không à. Mô Phật, cảm tạ công đức chị Trúc luôn. A Di Đà Phật. Hiện tại là hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2021. Xe của bạn chú Tú đã đi đến điểm của khu vực của quận 4 ở dưới mé sông á, và tới cầu này là đi của chùa Bình An hỗ trợ ngày hôm nay với mình đó. Đang cho đồ lên xe. Hiện tại bữa nay là có anh đây với bạn Tú á. Hiện tại giờ anh công an khu vực, chứ giờ bà con đông quá rồi. Từ nãy giờ giải quyết chưa xong. A Di Đà Phật, cảm tạ. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2021. Em đã đến điểm của Bình Tân để trao rau củ quả cho đường Bùi Tư Toàn của khu vực của cách ly của cái chị này. Thì là tổng cộng là 20 phần. Dạ, em cảm ơn chị. Chị Trúc. Dạ rồi. Cảm ơn nhiều. A Di Đà Phật, cảm tạ công đức của chị Trúc nha. Dạ mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2021. Con em đã đến chỗ khu cách ly của Bình Tân để ủng hộ cho cái khu vực của anh này, khu nhà trọ của anh này. Rồi, cảm. Dạ rồi, cảm ơn, cảm tạ công đức A Di Đà Phật của chị Trúc. Bán tại chợ Phú Lâm. A Di Đà Phật, mô Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2021. Thầy ơi, đây là khu nhà trọ của đường An Dương Vương số 10/2 của phòng trọ của chị Tâm hay chú Tâm ấy vậy? Hả? 7 Tâm. Đã bà con đã đến đây để xin rau củ quả. Thì bây giờ con quay phim lại đó để xin thầy chiếu cố cho mấy vị này. A Di Đà Phật. Rồi mấy vị này phát biểu ý kiến đi, xin đi. Xin thầy để đặng đỡ tôi gửi qua cho. Nói đi. Ai đi diễn đó, nói đi. Nói đi. Rồi, A Di Đà Phật. Thì bây giờ ngày hôm nay đó con sẽ phát rau củ quả cho mấy khu vực này. Rồi nữa thì tính sao nha. Cảm tạ công đức của chị Trúc và thầy Quảng Trắng tỉnh thấp Quảng Nghiêm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2021. Gia đình của chị Trúc phát tâm cúng dường cho bán tại chợ Phú Lâm, đã cho bà con mình rau củ quả. Bữa nay là cho quận 4, quận 7 và tại quận 6. Nhờ những khu cách ly. A Di Đà Phật, cảm tạ công đức của gia đình của chị Trúc nhiều lắm nha chị Trúc. Bà con mình thấy đồ mừng quá trời. A Di Đà Phật, mô Phật. Chị Trúc nay cho đủ loại hết, rau sống, cải ngọt, bầu, bí, bắp cải đó, có dừa nữa, rồi mướp, đậu đũa. Rồi A Di Đà Phật, cảm tạ công đức của gia đình chị Trúc rất là nhiều, mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2021. Thầy ơi, con đã đến cái điểm của cuối đường của chợ lớn để phát tâm ủng hộ cho bà con ở khu nhà trọ đây, là tổng cộng là 62 hộ, là 310 kg gạo và 4 thùng mì gói và 65 phần rau củ quả, thì hôm nay là bổ sung thêm. Rồi A Di Đà Phật, cảm tạ công đức Mạnh Thường Quân của nhóm bên Trinh và thầy Quảng Trắng tỉnh thấp Quảng Nghiêm và chị Trúc bán tại chợ Phú Lâm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy ơi, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2021. Con đã đến điểm của 790/64 phường Bình Tân của
quận ha. Và phường mình đi Đông A. Phường mình đi Đông A, quận Bình Tân. Dạ. Đã ủng hộ cho bà con mình ở đây là mỗi hộ là 5 kg gạo nha. Dạ. Tổng cộng là 150 kg gạo và 30 kg rau. Dạ. Mỗi hộ được tí. Dạ. Rồi A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Cảm ơn cái hộ từ thiện nhiều. Rất là cảm ơn. Rồi mô Phật. Dạ, dạ, cảm tạ con đứng hết A Di Đà Phật. Yeah.